Thưa quý vị, xác định hoạt động hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp địa phương vùng miền là chìa khóa cho sự thành công trong du lịch. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành du lịch nội địa, thu hút du khách từ khắp mọi miền đất nước đến Đà Nẵng. Mới đây, đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch nhằm tạo cơ chế hợp tác trao đổi khách, phối hợp tốt nhất trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch giữa các địa phương. Cái này là một cái rất là ý nghĩa cho du lịch Đà Nẵng và Thanh Hóa để biết đến nhiều hơn và qua cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các hiệp hội của hai tỉnh kết nối và đưa cái lên cái cổng thông tin lớn hơn, thì như vậy là du khách và các công ty du lịch ở hai tỉnh sẽ được kết nối rộng rãi hơn qua cái cổng thông tin điện tử sắp tới. Để mở rộng không gian du lịch, tăng cường liên kết với các địa phương trong nước, thành phố Đà Nẵng đã chủ động trong triển khai các nội dung liên kết, góp phần để Đà Nẵng vừa là điểm đến, vừa là cửa ngõ đi vào các di sản trong khu vực, cũng như vai trò động lực thúc đẩy phát triển du lịch chung trong khu vực và đa dạng hóa các sản phẩm liên vùng, qua đó tạo điều kiện cho du khách khi tới tham quan Đà Nẵng, gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú. Bên cạnh cái liên kết ba địa phương một điểm đến đã được triển khai trong hơn 10 năm, thì chúng tôi cũng đã triển khai liên kết hợp tác với Quảng Bình để mở rộng cái không gian du lịch theo cái chủ đề miền di sản Diệu Kỳ, và chúng tôi cũng đã triển khai liên kết để khai thác cái nguồn khách đối với lại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, với Hải Phòng, Quảng Ninh và các cái địa phương có cái tiềm năng du lịch lớn, có cái nguồn khách lớn để cùng với Đà Nẵng thúc đẩy cái việc khôi phục du lịch. Bên cạnh đó, trong quá trình liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, Đà Nẵng cũng tập trung tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến Đà Nẵng một cách bền vững. Đà Nẵng luôn chủ động và phát huy cái vai trò là cửa ngõ, là trung tâm của các cái di sản, cũng như là cái lợi thế về hạ tầng với sân bay, cảng biển, hệ thống đường bộ, đường sắt để tạo điều kiện trở thành cái nơi thu hút khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế tới vào Đà Nẵng. Theo lãnh đạo vụ lữ hành Tổng cục Du lịch, thời gian qua Đà Nẵng với vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước đã chủ động triển khai trong công tác xúc tiến quảng bá liên kết phát triển du lịch với các địa phương, tạo ra chuỗi sản phẩm dịch vụ, qua đó góp phần gia tăng giá trị sản phẩm du lịch và tăng nguồn thu cho thành phố. Tuy nhiên, trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng cần chủ động hơn trong vai trò điều phối chung là nhạc trưởng của khu vực miền Trung. Ngoài các cái chương trình như kết nối các sản phẩm, các cái con đường di sản, các cái du lịch biển đảo gắn với lại các cái công viên chủ đề, thì Đà Nẵng hoàn toàn có thể kéo dài các cái liên kết đến với các địa khác, ví dụ như khu vực Đông Nam Bộ mà chủ đó là Thành phố Hồ Chí Minh, rồi khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hà Nội cũng như là các cái tỉnh Tây Bắc. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, lãnh đạo vụ lữ hành cũng đề nghị Đà Nẵng cần tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, đầu tư các sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao để không chỉ thu hút khách nội địa mà còn du khách quốc tế đến Đà Nẵng.